Thưa quý vị, sau cơn bão số 5, tuyến đường giao thông lên ba xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, gây khó khăn trong việc đi lại vận chuyển hàng hóa. Mưa bão cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, công trình tại các khu tái định cư. Trước tình hình trên, những ngày qua, huyện Phước Sơn đã tập trung khắc phục hậu quả. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 đã gây mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại địa bàn huyện Phước Sơn. Mưa lớn làm cho lượng nước và đất đá đổ về suối Trà Văn rất lớn, gây mất an toàn cho ngầm tạm bắc qua suối Trà Văn, cũng như ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng chục hộ dân thôn Trà Văn A, xã Phước Kim. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công sử dụng xe múc khẩn trương khơi dòng giúp cho việc thoát nước qua ngầm. Ngoài ra, trên tuyến DH1 từ Phước Chánh đi Phước Thành đã xuất hiện 3 điểm sạt lở. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành chức năng đánh giá mức độ hư hỏng, đề ra phương án khắc phục kịp thời. Trên tuyến đường DH5 từ xã Phước Công đi Phước Lộc cũng có đến 4 điểm sạt lở, lượng đất đá phủ lấp mặt đường khá lớn gây ách tắc giao thông trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, xã Phước Lộc đã huy động phương tiện cơ giới để thông đường. Đến trưa ngày 14 tháng 9, các điểm sạt lở trên tuyến đường DH5 từ Phước Công đi Phước Lộc đã cơ bản được thông tuyến. Các xã vùng cao là những địa phương có nguy cơ bị chia cắt khi mùa mưa bão đến, do vậy huyện Phước Sơn cũng đã chuẩn bị nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại các địa phương này. Huyện thì đã ban hành cái phương án đảm bảo giao thông, thông tuyến các cái tuyến DH trên địa bàn khi mà có sự cố sạt lở xảy ra, thì sẽ huy động phương tiện, rồi lực lượng từ các cái công ty, doanh nghiệp, các nhà thầu đang thi công các cái công trình trên địa bàn các xã với cái phương tiện xe máy, rồi các cái loại phương tiện khác để có thể thông tuyến một cách nhanh nhất. Rút kinh nghiệm sau cơn bão số 9 xảy ra hồi cuối tháng 10 năm ngoái, để chủ động ứng phó với mưa bão, huyện Phước Sơn đã vận chuyển 14 tấn gạo cho 3 xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc để phòng trường hợp bị cô lập. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã huy động phương tiện cơ giới sẵn sàng thông tuyến, đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra.